Đây thưa cô bác anh chị, trước mặt chúng ta đang là hai tiệm là Mai Vân và Hà Tâm, hai cái tiệm thu đổi ngoại tệ. Và cũng có khá nhiều người đang đứng xếp hàng để đổi tiền. Thì bây giờ mình sẽ đi qua để đổi tiền và cập nhật cái tỷ giá cho cô bác anh chị chúng ta coi nhé. Và đây thì Tuấn Dương xin cập nhật tỷ giá đô la Mỹ. Thì đây là một cái tờ đô la Mỹ mới cáu cạnh và 100 đô. Thì tờ này là sẽ được giá nhất. Khi mang ra cửa hàng đó thì người ta sẽ coi thứ nhất là nó không bị nhăn, không bị gãy mặt. Rồi không bị viết hay vẽ bẩn, không bị gấp. Thì cái tờ này là mới cáu cạnh nhá. Nhưng bây giờ Tuấn Dương sẽ đưa một cái tờ nữa ra. Thì đây này các bạn này. Trong cái tờ này đó là cái mặt của ông này có cái vết gấp. Đó. Đây có bác anh chị nhìn kỹ này. Nó có những cái sọc sọc. Đó, xuống dưới này. Thì những cái tờ gấp mặt như này đó là sẽ bị, họ sẽ trừ tiền. Đây, mình sẽ so sánh hai cái tờ cũ và mới. Đây cô bác thấy này. Cái tờ này là mặt không có bất cứ vết gấp nào nhá. Đó, còn cái tờ này này, các bạn nhìn này, giữa cái mặt chỗ này này, nó có cái vết gấp đây này. Đó. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào chiều 2 Tây tháng 2 năm 2022, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì mình đang có mặt ở cửa Bắc chợ Bến Thành, giao cắt bởi con đường Lê Thánh Tôn, cắt với đường Phủ Khoa Huân. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý cô bác anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi vô trong chợ Bến Thành chơi. Bây giờ mình sẽ mời quý cô bác anh chị chúng ta cùng đi một vòng quanh khu vực cửa Bắc chợ Bến Thành, coi hôm nay tình hình kinh doanh buôn bán của bà con ra sao nhé. Rồi Việt Kiều cũng như là khách nước ngoài về có đông hay không. Giờ mời cô bác anh chị cùng với Tuấn Dương chúng ta đi vô trong chợ. Bên ngoài là các cái sạp bán bông. Khách Tây lại mua túi sách, vali. Cửa Bắc của chợ Bến Thành, cửa này có con vịt. Thì hai bên đó là cái khu bán thực phẩm. Trước mặt vẫn còn một cây mai này các bạn này. Cây mai này trưng từ trước Tết. Mấy trái dưa hấu. Hướng phía bên đây phải là cái khu bán đồ ăn. Khu bán đồ ăn. Hướng thẳng này là cái mấy cái khu mà bán trái cây, bánh kẹo. Hướng này đó các bạn, thì chúng ta sẽ đi qua mấy cửa hàng chuyên bán trái cây này, cà phê. Rồi đồ lưu niệm. Bán trái cây, sherry, vòng viết, rồi rau củ quả, vú sữa, chôm chôm. Bán mấy phin pha cà phê, chocolate, trà ô long, trà lại, trà sen, Nam Việt, tea coffee. Đó. Ở đây thì người ta cứ tưởng là mấy cái đa số khách ở đây là người nước ngoài đó các bạn, nên là đi thì ta cũng cứ tưởng là mấy người nước ngoài thì thường sẽ nói tiếng Anh để mời. Đây cái dãy rìa bên ngoài này là mấy cái khu bán quần áo của bên công ty văn hóa tổng hợp Bến Thành, các mẫu áo dài này, áo dài nam, áo dài nữ. Trong chợ thì kêu không có hút thuốc.
quần áo ở phía bên ngoài này thì của nhà nước các bạn ạ. Nên là bán với cái giá là niêm yết, các sản phẩm thì đều có để giá sẵn ở trên từng món. Chúng ta lật lên thì mua thôi, không có phải trả giá. Đây, chúng ta sẽ đi tiếp nha các bạn. Cũng tầm này là 15 giờ thì chợ cũng có những khách, mình thấy đa số là nước ngoài và Việt kiều thôi. Chợ này nếu mà khu này mà bán thì rất ít người Việt Nam lại mua, tức là ít là người ở Việt Nam mà sống tại Việt Nam đấy, bởi vì thường ở đây là hay bán cho khách du lịch là chính thôi. Chợ ở đây thì đi bây giờ rất là an ninh, an toàn. Các cái nơi thì đều có gắn camera này, đều có bảo vệ chốt ở các cửa, nên là chúng ta cũng không có sợ bị cướp giật hay gì cả. Nhưng mà nếu mà đông quá đó thì cũng có thể là bị rơi rớt đồ hoặc là móc túi, thì mình cũng nên đề phòng thôi. Chứ còn trong chợ thì mình cảm thấy là khá là an ninh. Nhưng mà có một cái điều ấy, mà ở đây là có cái tạp chí, mấy cái tạp chí ở nước ngoài là người ta đánh giá là một cái điểm thiếu ở chợ ở Bến Thành, cũng như là các cái ngôi những các cái điểm tham quan du lịch khác ở Việt Nam, đó là ví dụ như làm ra rất là nhiều những các cái điểm vui chơi, nhưng mà những cái nơi mà vệ sinh công cộng hoặc là miễn phí thì chưa có ở trên bản đồ. Và đây cũng là một cái điều mà các cái du khách rất cần mỗi khi mà sang Việt Nam. Mấy cái khu bán đồ ăn uống này, đồ bán bóp, mấy khu bán đồ ăn uống, cơm tấm, bánh mì, thịt nướng, nước mía. Hôm nay thì tiệm bánh bèo này đóng cửa nghỉ rồi, chắc là bán hết rồi. Bánh canh cua vẫn còn. Chiều hôm nay thì hơi nóng. Mấy quán đồ ăn này, bún măng vịt, canh miến gà. Cảm ơn. Bánh canh cua, bánh canh giò heo. Rồi, cảm ơn. Dạ. Mấy ông sư cũng sang ăn trà. Chay Chánh Niệm, sạp 1108. Sang sạp chính chủ gặp Vân, cơm tấm Hồng Vân giờ sang sạp. Cháo lòng gà, cá, bún riêu, ốc, cua, mọc. Nói chung so với tất cả các cái ngôi chợ truyền thống ở Sài Gòn ấy, thì chợ Bến Thành đông khách khi mà có Việt kiều hoặc là khách du lịch về nhiều. Đa số Việt kiều thì thích tới đây vì buôn bán thì sầm uất đông vui từ sáng cho tới chiều tối. Cái khu bán trái cây này, trái cây măng cụt này, chôm chôm, xoài, sầu riêng, đồ khô các thứ thì lúc này đồ khô với bánh kẹo thì khách ít mua rồi, nó qua cái trend Tết rồi. Đồ lưu niệm, trà, cà phê và bánh kẹo thì lúc này
ít người mua hơn. Giờ thì chỉ khách đi mua đồ lưu niệm, quần áo, giày dép, túi sách, mắt kiếng, túi sách, da giày. Nói chung là khách Tây, khách vãng lai khi mà họ đi coi thì thấy cái gì đẹp hoặc là thích thì họ mua. Sáng nay mình cũng có đi cái ngôi chợ Bàn Cờ đó. Thì xin lỗi, chợ Vườn Chuối đó thì rất là vắng. Đây, những cái nơi may đồ vét, may trong ngày, thay lo in 24 giờ, may trong vòng 24 giờ. Đây, chúng ta sẽ đi ra cửa Nam. Kiếm đồng hồ. Thì ra phía bên ngoài này các bạn, là đây là khu vực cửa Nam của chợ Bến Thành. Giao thông ở đây thì cũng được tổ chức phân loại, phân luồng lại rồi. Bây giờ xe thì không có đi sát phía trước cổng chợ nữa. Đây thì vẫn còn một cái cây mai rất lớn, rồi những cái nón lá có cắm hình, cắm những cái bông hoa. Khá đẹp. Trong tương lai thì có thể là cái khúc công trường Quách Thị Trang nó cũng sẽ được phục dựng lại, nhưng mà cụ thể như thế nào thì hiện nay vẫn chưa biết các bạn. Đây, một vài người dừng lại để chụp hình check-in trước cổng chợ Bến Thành. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi một vòng ở phía bên trong của chợ nhé. Bán vali, túi sách, quần áo với cái đồ thổ cẩm, áo dài nam, áo dài nam. Đây, mấy cái áo mà buộc thắt thắt cho mấy người có eo mặc áo dài, áo quét nách. Dạ nghe cô Hương ơi. Rồi thưa các bạn, thì mình đã thực hiện đổi tiền xong. Chung là có một số cái tờ đô la Mỹ cũ thì người ta chỉ thâu với cái mức giá là 2.300.000. Còn đúng ra thì là 2.350.000. Bây giờ thì có vẻ như là người ta không có... Bây giờ người ta không có muốn thâu, tức là đô có vẻ như là nó hơi dư thừa gì đấy hay sao. Còn tiền Canada là những cái tiền mà nó bị gãy mặt, gãy tem gì đó thì cũng bị thâu với cái mức giá nó thấp hơn. Thì Tuấn Dương sẽ làm một cái... Tuấn Dương lát xíu về sẽ đọc cái giấy đó để chia sẻ cho cô chú anh chị chúng ta coi kỹ lưỡng hơn. Còn giờ đang ở ngoài đường thì nó sẽ ồn, cô bác sẽ khó nghe. Và tới đây thì xin
cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian xem hết video clip về chợ Bến Thành ngày 2 tháng 2 năm 2023. Chúc quý cô bác anh chị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự bình an. Và đây thì Tuấn Dương xin cập nhật tỷ giá đô la Mỹ. Thì đây là một cái tờ đô la Mỹ mới cáu cạnh và 100 đô. Thì tờ này là sẽ được giá nhất khi mang ra cửa hàng đó. Thì người ta sẽ coi thứ nhất là nó không bị nhăn, không bị gãy mặt. Rồi không bị viết hay vẽ bẩn, không bị gấp. Thì cái tờ này là mới cái cáu cạnh nhá. Nhưng bây giờ Tuấn Dương sẽ đưa một cái tờ nữa ra. Thì đây này các bạn này, trong cái tờ này đó là cái mặt của ông này có cái vết gấp. Đó, đây có bác anh chị nhìn kỹ này, nó có những cái sọc sọc đó xuống dưới này. Thì những cái tờ gấp mặt như này đó là sẽ bị, họ sẽ trừ tiền. Đây mình sẽ so sánh hai cái tờ cũ và mới. Đây cô bác thấy này, cái tờ này là mặt không có bất cứ vết gấp nào nhá. Đó, còn cái tờ này này, các bạn nhìn này, giữa cái mặt chỗ này này, nó có cái vết gấp đây này. Đó, thì những cái tờ đó sẽ bị trừ tiền, rồi những cái tờ bị vẽ mực cũng sẽ bị trừ tiền. Thì đây mình cho các bạn coi này, thì cái giá đô đó họ nói là cái tờ mới cáu cạnh đó là 1 đô la Mỹ đó là bằng là 2.330.000 đó. Thì đó là đô mới, còn cái tiền đô cũ á, thì họ chỉ mua với giá là 2.300.000 thôi đó. Còn mình có hỏi thêm là đô Úc thì mua là 1.650.000 euro, thì là 2.570.000 với cái điều kiện là mới cáu cạnh. Còn cái tiền đô Canada thì họ trả lời như thế này, đô Canada thì mua với giá là 1.750.000, nhưng mà những cái tờ nó bị gấp logo hoặc là bị có cái vết nhăn ấy thì bị trừ tiền. Thì đây Tuấn Dương sẽ giải thích cái tờ đấy nó ra là sao. Ví dụ như đây này, khi ra đó người ta nói là cái tờ này, ví dụ như cái ông này này, nó có cái gạch ở mặt này đó, mình nhìn đấy, nó giống như có một cái vết xước đó. Đó các bạn nhìn nó thấy rõ không? Đó, với lại có những cái tờ đó mà nó bị cái vệt gập như thế này này, đây này đó, mình nhìn thấy nó có một cái vết gập đấy, phải nghiêng trên bóng đèn và soi sáng lên mình thấy đây, ở cái chiều này nhìn rõ hơn này. Rồi có những cái đồng mà cái logo này ấy, nó bị gập nữa thì người ta sẽ trừ. Đây để Tuấn Dương tìm cái tờ mà cái logo logo nó bị gập là nó đây, giống như một cái đồng Canada này này. Thì cái đồng này đó là đây các bạn nhìn này, cái phần logo này họ hôm trước Tuấn Dương ra thì người ta nói là cái đồng này là bị gọi là gãy gập logo đó, là họ cũng trừ của mình tới 20.000 lận đó. Thế nên là nhiều khi các cái cơ sở mà họ thu đổi ngoại tệ đó là họ cứ tìm đủ mọi cách. Đây các bạn nhìn nhé, cái đồng này nếu mà mình nhìn thoáng qua thì không thấy, nhưng mà để dưới ánh đèn sáng này nó có hai cái vệt gập, thì có thể là trong cái quá trình bỏ vào túi hoặc bỏ vào bóp gì đấy thì nó sẽ bị cong như thế này. Nhưng mình thì mình cũng chỉ biết nhận tiền thôi, thì ra đổi thì đôi khi các đại lý thì họ cứ tìm những cách để họ trừ tiền. Thì cũng xin chia sẻ để các cô bác anh chị được biết, mình cố gắng là mình mang cái đồng tiền mới phẳng phiu, mới cáu cạnh, gọi là mới keng xà beng ấy, thì đỡ bị trừ tiền, để đỡ bị thiệt thòi.